Thiệt vời thầy. Gò giáo vời. À giáo ạ. Đó, cái này đến coi có ai đến nữa đến. Chơi tí rồi. Đó, các bạn vô đi. Nhà có khách đông này, từ Đà Nẵng về, rồi từ Sài Gòn bay ra, rồi từ Vĩnh đi lên. Cho nên rất là vui cả nhà. Đó. Một đoàn xe để ngoài cổng trường đó, toàn đi xe riêng cho nên được ghé đâu cũng được, cho rất là tiền, rất là vui. Cô Trang hôm nay bay Sài Gòn về sớm nay mùng 3 Tết. Con ngồi đây đi, đừng ngồi đó nhá. Rồi, có hai chiếc cả nhà vui nhá.